Nhá, thì hiện nay trên thị trường ấy thì nó có những cái dòng máy như này, ví dụ như là Mission Void như này mọi người nhé. Tiếp tục chủ đề về máy hút ẩm Mission Void này, thì hiện nay trên thị trường thì sẽ có các cái dòng máy ví dụ như là hút ẩm Mission Void 20 lít, hút ẩm Mission Void 26 lít, 20, 22 là một và 26 lít, đúng không ạ? Hoặc là hút ẩm điện 100 thì có 14 lít và 18 lít, đúng không ạ? Thì đấy, thì rất là nhiều người có thắc mắc câu hỏi là thế hai con máy này thì nó sẽ khác nhau như nào. Về cơ bản hình thức bên trước mặt thì nó không có gì khác nhau cả. Nó đấy nên nó khác nhau một chút về hình thức này thôi. Nhưng mà cái mà khác nhau cơ bản nhất và sâu nhất này, về lốc thì đúng rồi, lốc thì có sự khác nhau mọi người nhé. Tại vì lốc con 26 to hơn này. Đó. Và có một cái đặc điểm mà khi mọi người tháo máy ra mọi người sẽ thấy này. Đây mình sẽ cho mọi người xem nhá. Nhân tiện hôm nay mình tháo con máy ra có tí việc, kiểm tra lại dàn lốc các thứ để chuyển cho khách, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người. Đây mọi người nhá, nếu đây là con 20 lít mọi người này. Và đây là con 26 lít này. Nếu mọi người nhìn dàn này chắc mọi người nhận rồi đúng không? Con 26 lít nhá, nó là 3 dàn mọi người nhá. Đó. Nó là dàn như kiểu đây là nói tách thành 3 vì đây là dàn lớn hơn, dàn lớn hơn rất nhiều. Dàn lớn rất nhiều. Con 20 lít này. Dàn nó là dàn mỏng rất nhiều mọi người nhá, dàn mỏng rất nhiều. Thì con 26 lít bao giờ cũng thế, dàn nó sẽ lớn hơn. Đấy, nếu mà tháo máy ra nhá, đây bác nhìn này. Dàn của con này, dàn của con này là được dàn của con 20 lít này chắc là được khoảng 5 phân nhỉ. Đấy, được khoảng 5 phân này mọi người này. Chứ dàn của con này nó phải rơi vào tầm 9 phân. Đấy, nó dàn con 26 lít dày gấp đôi so với cái dàn con 20 lít. 18 lít thế nhá mọi người nhớ, điện 100 thế. Dàn của con 18 lít thì dày gấp đôi so với dàn của con điện của con 14 lít hàng nội địa mọi người nhá. Đấy là cách phân biệt nhanh nhất và gọn nhất của cái máy hút ẩm chân voi các cái loại công suất lớn nhỏ khác nhau. Đấy, cùng là voi cả nhưng mà nó có loại này loại nọ đúng không ạ? Ok.